Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Theo kế hoạch, ngày mai 21 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022 sẽ tiến hành hợp luyện các bộ phận và diễn tập thử. Hiện công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết các khu vực, địa điểm tổ chức các hội nghị, khu vực diễn tập thực binh được các đơn vị chuẩn bị công phu. Tại các khu vực, các chiến sĩ được huy động khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện các hạng mục sẵn sàng đưa vào phục vụ diễn tập. Với nhiều khu vực phải đảm nhiệm thi công, các lực lượng đã bố trí phân công nhân lực, công việc cụ thể và khoa học đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như huấn luyện thực binh đã cơ bản hoàn tất. Tất cả các khâu đều đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh diễn ra vào cuối tháng 9 này. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thêm 18 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 26 dự án, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 206 triệu đô la Mỹ và khoảng 740 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 495 dự án, trong đó có 268 dự án đầu tư nước ngoài và 227 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 31.300 tỷ đồng và khoảng 5,1 triệu đô la Mỹ. Đã có gần 400 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 76.000 lao động. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tiêm được trên 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 3 cho trên 820.000 người lớn, đạt gần 98%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trên 110.000 đối tượng từ 12 đến 17 tuổi mới đạt trên 48%. Huyện Phù Cử, Văn Giang đạt tỷ lệ tiêm cao nhất cho nhóm này với trên 75%, trong khi huyện Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên chưa đạt đến 30%. Đối với trên 135.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 92%, trong khi mũi 2 mới đạt 47%. Huyện Phù Cử, Tiên Lữ có tỷ lệ tiêm cao nhất với trên 75%, thấp nhất là huyện Văn Lâm với 32%. Huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đạt gần 39%. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát tốt, khiến nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan, chưa cho con đi tiêm chủng. Ngành y tế vẫn khuyến cáo các bậc cha mẹ đưa con đi tiêm phòng đầy đủ để tạo miễn dịch cho cơ thể, và vaccine vẫn là lá chắn hữu hiệu nhất trước các biến chủng của COVID-19. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex cho biết, liên danh Kiaung Vinaconex vừa trúng gói thầu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên. Dự án có quy mô 143 ha, xây dựng trên địa bàn các huyện Quế Châu và Ân Thi. Theo đó, Vinaconex và Kiaung sẽ đảm nhiệm thi công ngay sau khi có được mặt bằng bàn giao. Gói thầu có giá trị 1.060 tỷ đồng, gồm các hạng mục san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, viễn thông, xử lý nước thải, trạm điện, phòng cháy chữa cháy. Thời gian thực hiện trong 24 tháng và dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên họp bàn chuẩn bị tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cưỡng chế kê biên xử lý tài sản là quyền sử dụng đất đối với anh Đoàn Đức Tân, chị Chu Thị Hường, cụ Đặng Thị Nguyên tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Theo bản án số 15 ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có hiệu lực thi hành, và khoản phải thi hành là buộc cụ Nguyên, anh Tân, chị Hường phải bàn giao trả bà Đoàn Thị Ngân và ông Lê Huy Đạt thường trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diện tích gần 140m² đất tại đội 1, thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa và số tiền khoảng 312 triệu đồng. Đồng thời, phải liên đới nộp số tiền ăn phí khoảng 60 triệu đồng. Quá trình thi hành án, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Song người phải thi hành án không tự nguyện thi hành nên chấp hành viên đã phải ban hành quyết định cưỡng chế. Thời gian tổ chức cưỡng chế ấn định vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2022. Lãi suất huy động tiếp tục được ngân hàng điều chỉnh tăng trong tháng 9 từ 0,2 đến 0,5% tùy ngân hàng. Mức lãi suất cao nhất hiện nay đã lên tới 7,4% mỗi năm. Đáng chú ý là lãi suất tăng đã thu hút người dân gửi tiền với các kỳ hạn dài hơn, giúp đảm bảo tỷ lệ an toàn cho hệ thống ngân hàng. 7,3% là mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bản Việt dành cho người gửi tiền 12 tháng. Các kỳ hạn khác cũng đồng loạt tăng để hút khách. Họ còn cộng thêm lãi suất cho người gửi online. Các kỳ hạn được gửi nhiều nhất là 6 tháng, 12, 13 tháng. Người dân có xu hướng gửi dài hạn ngày càng nhiều hơn
sau khi Ngân hàng Nhà nước thay đổi quy định cho phép người dân không bị mất lãi suất kỳ hạn rút trước hạn một phần tiền gửi. Theo chuyên gia, việc các ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm dài hạn cũng để đáp ứng quy định mới về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước. Từ ngày 1 tháng 10 tới, các ngân hàng sẽ cần thêm nguồn vốn chung dài hạn để đảm bảo khả năng cho vay. Chính quyền thủ đô trích kinh phí từ ngân sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân trên địa bàn, mức 10 đến 30% tùy nhóm. Nội dung này được nêu trong kế hoạch hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động trên địa bàn Hà Nội từ nay đến năm 2025 do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Người thụ hưởng phải đăng ký thường trú tại Hà Nội, đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đó là nhóm lao động có hợp đồng dưới 1 tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi và 3 tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2018. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, lao động xuất việc gia đình, lao động sản xuất kinh doanh dịch vụ, không hưởng tiền lương, nông dân, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Người thuộc hộ nghèo được hưởng mức hỗ trợ 30% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức hưởng ở người thuộc hộ cận nghèo là 25% và các nhóm khác 10%, thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Từ thứ ba tuần này, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an sẽ phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra ghi hình vi phạm trên tuyến cầu Thanh Trì, Vành Đai 3. Cụ thể, từ ngày hôm nay 20 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ sử dụng mô tô cơ động di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc tại cả đường trên cao tốc và các nhánh đường xuống. Phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện, chỉ huy điều khiển giao thông tránh ùn tắc trên các luồng đường chính, hạn chế xung đột các luồng giao thông, đồng thời sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim, ghi hình các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm, các hành vi là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông để làm căn cứ xử lý vi phạm. Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo, cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý, làm sai nguyên tắc để một bị án khác lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. 5 bị cáo bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù, gồm Lại Đăng Khoa, Lý Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Văn Trúc và Trương Thị Xuân Trang. Theo cáo trạng, bị cáo Khoa, cựu phó giám đốc phòng giao dịch đã chủ quan thiếu ý thức khi cung cấp tài khoản mật khẩu của mình cho bị án Lê Mỹ Thuận đã bị xử 16 năm tù. Nguyên nhân viên kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á bị điều chuyển làm nhân viên mobile hỗ trợ các chi nhánh phòng giao dịch khác, đăng nhập sử dụng trên hệ thống dẫn đến hậu quả Thuận lợi dụng rút 900 triệu đồng của khách hàng. Ngày 19 tháng 9, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter làm rung chuyển miền Tây Mexico, khiến ít nhất một người thiệt mạng, làm hư hại nhiều tòa nhà và gây mất điện trên diện rộng. Trận động đất xảy ra đúng lúc. Vụ động đất xảy ra chiều 19 tháng 9 theo giờ địa phương, cùng ngày với các trận động đất thảm khốc tàn phá đất nước Mexico vào năm 1985 và năm 2017. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong hai trận động đất này. Trong khi giới chuyên gia cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, dù không có lời giải thích khoa học nào, nhiều người dân tại Mexico lại đang hoang mang về sự trùng hợp này. Gần đây, một câu chuyện về một người đàn ông 65 tuổi ở Ả Rập Xê Út kết hôn với 53 phụ nữ để tìm kiếm sự ổn định đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Ông Abu Abdullah kết hôn với người vợ đầu tiên khi mới 20 tuổi. 43 năm sau đó, ông lần lượt kết hôn và ly hôn với 53 bà vợ, trong đó cuộc hôn nhân ngắn nhất chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất. Câu chuyện của ông Abdullah hiện được tranh luận sôi nổi ở Ả Rập Xê Út giữa những người ca ngợi lối sống của ông và những người lên án ông là một ví dụ sai lầm hay người đàn ông đa thê của thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, nói đến khúc côn cầu, người ta thường nghĩ ngay đến những trận cầu sôi nổi trên băng. Thế nhưng tại khu tự trị Nội Mông Cổ ở phía Bắc Trung Quốc còn có một hình thức chơi khúc côn cầu khác gọi là khúc côn cầu lửa. Khúc côn cầu lửa là môn thể thao dân gian lưu truyền ở vùng Nội Mông Cổ trong hàng nghìn năm qua và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc. Người dân nơi đây thường chơi khúc côn cầu lửa vào mùa thu hoạch nông sản, đêm giao thừa hoặc trong tiệc cưới. Để có quả cầu lửa, họ khoan nhiều lỗ và cho vật liệu vào bên trong rồi ngâm dầu. Khi thi đấu sẽ châm lửa đốt. Cầu thủ đánh qua đánh lại khiến quả cầu được ví như viên ngọc rồng bay lượn trên không trung. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.